Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Lắm lúc trong cuộc sống, chúng ta tập chú quá nhiều đến nan đề. Ngày nào cũng nói về nan đề. Ngủ cũng nghĩ về nan đề, thức dậy cũng nghĩ về nan đề, và chúng ta đánh mất cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Hoặc là chúng ta quá tập chú vào cái sự thành công, lúc nào cũng nghĩ rằng chúng ta phải đạt được gì ở trên cõi đời này. Cái cõi đời 8-6-70 năm này chúng ta phải xây dựng cái gì? Chúng ta bỏ toàn bộ sức lực để nghĩ về nó, coi nó như là cõi đời đời, mà không biết rằng tất cả mọi sự này Đức Chúa Trời dành cho lửa. Tận thế đến một cái, lửa nó đốt sạch không còn cái gì, và có thể chúng ta chẳng có cái gì để mang lên trên quân quốc đời đời. Và lên đó là Chúa thấy chúng ta trần truồng có gì cả. Cho nên tôi muốn nói ngày hôm nay với anh chị em, trong cuộc sống của mình, hãy lấy sự cứu rỗi của Chúa Giêsu làm trọng tâm. Chúng ta hãy nghĩ về điều đó, vui mừng về điều đó, bình an về điều đó, cảm tạ Chúa về điều đó. Mỗi ngày hãy dâng vinh hiển cho Chúa và biết ơn Ngài, Chúa Giêsu, vì Ngài đã tìm được cuộc đời của con. Con đã thoát khỏi hỏa ngục rồi, bây giờ số phận đời đời của con là nơi vinh hiển đời đời. Tôi nghĩ anh chị em nghĩ về điều đó, anh chị em sẽ vui lắm. Và anh chị em sẽ coi những cái điều khó khăn tạm bợ trong cõi đời này nó như là một cái búng tay. Búng tay cái sống đời trên đất này đâu. Một cái búng tay xong rồi chúng ta sẽ đi đâu? Hoặc là nếu chúng ta có những sự thành công, giàu có, danh lợi, địa vị, khi chúng ta nghĩ về sự cứu rỗi thì lòng chúng ta sẽ không đem mình vào đó. Chúng ta sẽ không bị mê đắm những sự đó. Chúng ta sẽ không bị nó còn cuốn hút nữa, vì chúng ta hiểu rằng những sự đó là tạm bợ. Những sự đó không đáng để lòng mình suy nghĩ, không đáng để cho mình đầu tư. Chúng ta hãy đầu tư tất cả thời giờ sức lực vào sự cứu rỗi linh hồn, nghĩa là sự nên thánh của đời sống chúng ta. Càng giống Chúa Giêsu thì chúng ta được ở gần Ngài. Anh chị em đã tin điều đó không ạ? Trên thiên đàng có rất nhiều chỗ ở. Dân 14 phá mà. Nhưng mà người nào càng nên thánh, người đó càng gần gũi Chúa Giêsu. Lên thiên đàng, anh chị em muốn ở ngoại ô hay ở trung tâm thành phố? Muốn ở ngoại ô hay là trung tâm Jerusalem mới? Nếu muốn trung tâm Jerusalem mới, hãy nên thánh khi còn trên đất này. Hãy tập trung tỉa sửa cuộc đời của mình. Hãy nhận biết Chúa Giêsu nhiều hơn, để rồi trong cõi đời đời chúng ta được gần gũi Ngài. Chúng ta được trò chuyện với Ngài, chúng ta được ở bên cạnh Ngài. Hôm nay tôi sẽ nói một chủ đề về sự nhìn thấy và nhận lãnh. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình muốn nhận lãnh nhiều điều từ Chúa, chắc chắn rồi. Ai cũng muốn được Chúa chữa lành, mình được tự do, ung thư của mình hết, nan đề của mình biến mất, gia đình mình hạnh phúc, công việc làm ăn của mình thành công. Cái đó là muốn, tôi cũng muốn. Nhưng trước khi chia sẻ điều này, tôi phải nhắc đến sự cứu rỗi. Bởi vì nhiều khi chúng ta lại bảo là suốt ngày cứ chia sẻ tin lành thịnh vượng hơi căng. Phải không? Chúng ta không yêu cầu sự đó trên đất này. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống một đời sống no đủ để làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng ta không đặt lòng mình vào đó, nhưng cuộc sống của mình phải bày tỏ cho thế giới này biết rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng đang hành động trong đời sống của mình. Đó là điều mà mình hướng tới. Bởi vậy cho nên trước khi nói về đề tài này, tôi phải nói với anh chị em về cái sự trọng tâm của vấn đề phải là sự cứu rỗi linh hồn. Đừng quên, mặc dù hôm nay chúng ta nói về sự nhìn thấy và nhận lãnh, anh em muốn nhận lãnh từ Chúa phải không? Trước hết phải nhìn thấy. Nếu chúng ta không nhìn thấy, mình không làm được điều gì cả.
cái nhìn thấy mà tôi muốn nói là không phải nhìn thấy bằng con mắt này. Như câu Kinh Thánh cho em vừa đọc phải không ạ? Chúa là đấng chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy Ngài mà yêu mến Ngài, cho nên lòng mình vui mừng, lòng mình đầy vinh hiển. Tại sao vậy? Có một số người nói ước gì mình sống 2000 năm trước để mắt mình thấy Chúa, xong rồi mình tin mình đi theo Ngài nó dễ, bây giờ không thấy Chúa đâu cả. Tôi muốn nói với anh chị em điều này, ngày xưa ấy, có hơn 10000 người lúc nào cũng đi theo Chúa, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy Chúa. Không ai nhìn thấy đâu, có vài người à. Tôi đọc đoạn Kinh Thánh và chúng ta cùng nghiên cứu đoạn này nha. Ở trong Ma-thi-ơ chương 16. Ma-thi-ơ chương 16. Chúng ta nói về sự nhìn thấy nha. Ma-thi-ơ chương 16 câu 13 đến câu thứ 2, câu 13 đến 19. Chúng ta cùng nhau đọc nè. Thôi để tôi đọc anh chị em nghe cũng được. Ok. Khi Đức Chúa Giêsu đi vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì ngươi buộc ở dưới đất thì cũng phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Amen. Anh em thấy không? Chúa Giêsu đang đi giữa một đoàn người, nhiều người lắm. Và Chúa Giêsu hỏi các môn đồ: mọi người cho ta là ai? Chúa Giêsu không phải cần người khác nhìn nhận mình, không phải cần người khác tôn mình lên ở một địa vị nào. Chúa Giêsu đang kiểm tra cái khả năng nhìn thấy của các môn đệ ngài. Chúa Giêsu đang kiểm tra cái con mắt đức tin của các môn đệ ngài. Cho nên Chúa mới hỏi: người ta cho ta là ai? Thế thì Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hằng sống, mà người ta lại nói ngài là Giăng Báp-tít, có người nói là Ê-li, có người nói là Giê-rê-mi, còn có người nói là các tiên tri. Tôi xin hỏi anh em, họ có nhìn thấy không? Mắt họ vẫn đang mở. Độ cận là không, nghĩa là mắt 10 trên 10, nhưng mà không nhìn thấy. Anh em thấy lạ chưa? Mắt 10 trên 10 mà không nhìn thấy. Con Đức Chúa Trời đang đi lại, nhưng mà người ta nói ngài Giăng Báp-tít. Ông tôi thấy lạ thiệt. Rồi nói Ê-li, Ê-li trong khi Ê-li được ngựa lửa đưa lên trời rồi mà nói đó Ê-li. Giê-rê-mi thì đã về với Chúa 600-700 năm trước rồi, nhưng mà Giê-rê-mi rồi tiên tri nào đó. Chúa đang kiểm tra đức tin, hay nói nôm na, Chúa đang kiểm tra cái khả năng nhìn thấy của các môn đồ. Và Chúa hỏi: còn các ngươi nói ta là?
Thế thì Phi-rơ nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Thành sao? Ngài là Đấng Christ, là Đấng được sức dầu. Và Chúa Giê-xu đã khen: ồ, đó không phải thịt và huyết. Hay nói nôm na, đó không phải là cái nhìn xác thịt, đó không phải là cái nhìn bằng con mắt này, nhưng mà là cái nhìn bằng con mắt tâm linh. Anh chị em có biết rằng trong con người mình có một con mắt thứ ba, đó là con mắt đức tin. Con mắt đức tin đó chừng nào nó chưa mở ra thì thật sự chúng ta chưa thấy gì cả. Tại vì con mắt này nó chỉ thấy những điều tối tăm, thấy những điều xác thịt thôi, thấy những cái điều của đời này, thấy những cái điều tự nhiên thôi. Nhưng những điều siêu nhiên của Đức Chúa Trời, những điều định cho sự đời đời, thầy anh chị em, mà Đức Chúa Trời cần chúng ta nhìn thấy một con mắt khác. Người ta gọi đó là mắt đức tin. Khi anh em có đức tin, anh em nhìn thấy. Tin với thấy là như nhau. Tin đồng nghĩa với thấy. Nếu tôi nói một người này tin vào sự chữa lành thì cũng có nghĩa là tôi nói người này thấy sự chữa lành. Lời của Chúa nói rằng bởi lần rơi của Chúa Giê-xu anh chị em đã được lành bệnh. Tôi hỏi anh chị em có thấy không? Không. Dĩ nhiên bằng con mắt này mình đâu có thấy. Anh em có thấy Chúa Giê-xu không? Bằng mắt này nè. Không. Vậy sao có người lành bệnh ở đây? Bây giờ tôi hỏi tại sao có người lành bệnh ở đây? Tại sao khi nhân danh Chúa Giê-xu anh chị em hãy lành bệnh và người đó lành bệnh ở đây? Nếu chúng ta không nhìn thấy sao nhận lãnh được? Nếu tôi không thấy quyển sách này làm sao tôi lấy quyển sách này được? Nếu tôi không nhìn thấy nó nằm trên kệ này làm sao tôi đến để tôi lấy được? Cho nên trong thế giới trục linh của bạn chị em, muốn nhận lãnh từ Chúa phải thấy. Và thấy không phải bằng mắt này, mà thấy bởi. Trong anh em có một con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của tâm linh. Và Phi-rơ, sứ đồ Phao-lô nói trong Ê-phê-sô rằng: tôi cầu Chúa soi sáng con mắt của tâm linh anh em, để anh em thấy. Nếu không có ánh sáng của Chúa, anh em không thấy. Nếu không có sự bày tỏ của Chúa, anh em không thấy. Nếu không có đức tin ở trong Chúa Giê-xu, anh em không thấy. Cho nên ngày hôm nay anh em muốn nhận lãnh từ Chúa chăng? Anh em à, mình cần phải thấy. Hay nói luôn nè, phải có đức tin. Bây giờ tôi sẽ kể anh chị em nghe một câu chuyện người mù mà thấy được. Tôi không nói là người mù được chữa lành để thấy, mà tôi đang nói là có một người mù thấy được. Anh em tin thấy điều đó? Anh em biết ở trong Kinh Thánh là ở đâu không? Có một người mù thấy được. Người sáng mắt là không thấy, mà người mù thấy được. Thế mới đáng khen chứ. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Người sáng mắt chưa chắc là người nhận biết Chúa được, nhưng người có con mắt đức tin mới là người nhận biết Chúa nhiều. Và người đó sẽ nhận lãnh nhiều điều từ Chúa. Chúng ta đọc câu chuyện này ở trong sách Mác nha. Ở trong sách Mác. Trong sách Mác. Để xem thử. Mác chương 10 nha anh chị em. Mác chương 10. Tôi đọc anh chị em nghe từ câu 40 và 46 chứ, 46. Kể đó, Đức Giê-xu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó đi lại.
thì có một người ăn mày mù tên là Bartimê, con trai của Timê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Giêsu con vua David, xin thương tội cùng. Có nhiều kẻ rầy người bảo nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Giêsu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, ngài gọi người. Người mù bỏ áo ngồi bước tới cùng Đức Giêsu. Đức Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Người muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Giêsu phán: Đi đi, đức tin người đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Giêsu trên đường. Amen. Tôi gọi câu chuyện này là câu chuyện người mù mà thấy. Anh em đọc câu chuyện này có thấy rằng ông Bartimê này ông nhìn thấy không? Đám đông không thấy Chúa Giêsu, mà người này mù cặp mắt mà thấy Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta ngồi đây đừng bao giờ nói rằng: Ô ước gì trở lui lại 2000 năm nữa để tôi thấy Chúa Giêsu mà tôi tin. Đây là ông Bartimê này, ông có thấy Chúa Giêsu đâu mà ông tin đấy. Mù rồi, ông mù từ lúc sinh ra, thậm chí cây cỏ, mặt trời mặt trăng sao ông cũng cần biết luôn, nhưng mà ông tin Chúa Giêsu đấy. Anh em thấy không? Vậy thì mình giống ông Bartimê không? Giống đi. Tôi thấy mình giống y ông Bartimê này, mù nhưng mà thấy. Anh em ngồi đây, tất cả chúng ta đang tin Chúa Giêsu trong một hoàn cảnh không khác gì ông Bartimê, đúng không? Anh chị em mình nghe nói về Chúa Giêsu và tin ngài, chúng ta nghe người ta giảng về Chúa Giêsu và tin ngài, và cuối cùng mình được cứu rỗi linh hồn, cuối cùng mình được chữa lành bệnh tật, cuối cùng mình được giải cứu khỏi ma quỷ, cuối cùng mình được bình an vui mừng, cuối cùng mình gia đình mình được phục hồi, cuối cùng tâm hồn mình được tươi mới. Có phải không? Anh em có thấy Chúa Giêsu không? Không có thấy đâu. Cho nên khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta tìm thấy một người mù mà lại nhìn thấy, đó là Bartimê. Bartimê nghe về Chúa Giêsu và ông nhìn thấy trong lòng rằng: À, đây là đấng có thể khiến cho bệnh mình được lành. Đây là đấng có thể làm phép lạ trên đời sống mình. Đây là đấng có thể giải quyết mọi nan đề trong cuộc đời mình. Đây là đấng có thể cứu chuộc linh hồn mình. Đây là đấng mà mình có thể nương cậy được. Ông thấy bằng con mắt gì nha? Đức tin. Con mắt này của ông xong rồi. Thậm chí tôi nghĩ là ông này đẻ ra là không có lòng trắng, không có lòng đen. Có những người sinh ra không có con mắt luôn, nhưng ông thấy Chúa Giêsu là một đấng giải quyết nan đề. Tôi khích lệ anh chị em ngồi đây buổi sáng này, hãy nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng giải quyết nan đề. Không nan đề nào lớn hơn Chúa Giêsu. Tôi muốn anh em nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng chữa lành, đấng giải cứu khỏi ma quỷ, đấng ban phát bình an thịnh vượng cho đời sống chúng ta. Nhưng để nhận lãnh, anh chị em phải thấy bằng con mắt đức tin, con mắt bề trong, con mắt ở trong tâm linh của mình, cái con mắt mà nó không phụ thuộc vào năm giác quan của mình, nhìn thấy điều đó. Và bằng chứng anh em thấy là gì? Bằng chứng của chuyện chúng ta thấy bởi con mắt đức tin, đó là hành động của đức tin. Cái người không có hành động á, người đã chưa thấy, nghe kể thôi chứ chưa thấy. Nhưng mà nghe kể mà thấy ấy, là khiến cho người đó hành động. Ông Bartimê này ông vung la lên, anh chàng thấy không ạ? Nếu ông không thấy sao ông la lên? Đó đúng không? Ông thấy bằng con mắt trong lòng, cho nên ông la lên. Mặc dù ông không biết mặt mũi Chúa Giêsu là ai, cao hay thấp, tóc xanh hay tóc thẳng, đúng không ạ? Da đen hay là da nâu,
Ông không cần quan tâm, ông chỉ biết rằng Chúa Giêsu là đấng giải quyết này nè, và bây giờ tôi cần ngài. Và ông la lên. La lên là hành động của đức tin. La lên là hành động của một người đã nhìn thấy. La lên kêu Chúa Giêsu là hành động của người đã nhìn thấy. Nhìn thấy Chúa là đấng làm phép lạ. Giống như câu chuyện người đàn bà mắc huyết anh chị em, phải không? Bà đã nhìn thấy, nhìn thấy trong lòng, cho nên bà ấy len lỏi giữa đám đông và chạm vào cơ áo của Chúa và được chữa lành. Cho nên tôi nói cho em rằng, muốn nhận lãnh bất cứ điều gì từ Chúa, hãy trước hết nhìn thấy. Nhìn thấy không phải bằng mắt này, nhưng nhìn thấy bởi đức tin. Nhìn thấy ở đâu? Bây giờ mình nhìn thấy ở đâu nè? Nhìn thấy trong lời của Chúa. Cho nên người mà không đọc lời Ngài, hoặc là không nghe bài giảng, không nghe giảng luận lời Chúa, không thấy. Chắc chắn không thấy. Bởi vì sao mà anh chị em ạ? Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà nghe là khi lời Chúa được. Cho nên mình muốn thấy đó, phải nghe, phải đọc lời Chúa. Đó là đức tin, đó là con mắt đức tin. Cho nên nếu như chúng ta bỏ bê quyển Kinh Thánh này, nếu như chúng ta bỏ bê, không chịu đọc, không chịu suy ngẫm, không chịu nghe những lời giảng luận về Chúa Giêsu, thì quả thật anh chị em không có thấy. Anh chị em mình là người mù, mà người mù thì không bao giờ có thể nhận lãnh bất cứ một điều gì từ Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi khích lại anh chị em mình, hãy sống một đời sống nhìn thấy để mà nhận lãnh. Đó là nguyên tắc của Chúa, nguyên tắc thuộc linh của Đức Chúa Trời là thấy rồi mới nhận, thấy rồi nhận. Không bao giờ có thể nhận mà không thấy. Khi tôi nói chữ thấy ở đây có nghĩa là tôi nói tin rồi mới nhận. Có người muốn nhận rồi mới tin. Ôi Chúa ơi, chữa con lành bệnh rồi con tin. Lành rồi tin làm cái gì nữa? Tôi lành rồi tôi tin làm cái gì? Cho nên phải tin rồi mới lành, tin rồi mới được giải cứu, tin rồi mới được giải quyết nan đề, tin rồi cuộc sống mình mới tươi mới. Chứ nếu tôi đã nhận lãnh rồi, không cần tin này. Cho nên nhiều khi chúng ta hay ngược lắm. Giảng tin lành, giảng phúc âm cho nhiều người, nhiều người nói thôi bây giờ Chúa hiện ra cho tôi thấy rồi tôi tin. Thấy rồi tin làm gì? Không cần tin. Tin rồi mới thấy. Đúng không? Cho nên đã thấy rồi thì mới nhận được. Bây giờ mình đọc một câu chuyện nữa để khích lệ cái chân lý này nha. Ở trong Sáng Thế Ký chương 30, chương 31 có một câu chuyện rất hay. Sáng Thế Ký chương 30, chương 31. Đây là một câu chuyện kể về Gia-cốp. Ông Gia-cốp đó, ông đi chăn chiên cho La-ban là cậu của mình. Chăn đâu tầm 14 năm đấy. 7 năm đầu để lấy cô vợ đầu, 7 năm sau để lấy cô vợ thứ hai. Còn phần thưởng thì chẳng có cái gì cả. Anh Giang có dám trả giá 14 năm đi làm mướn để kiếm hai cô vợ không? À, nhưng mà tôi thấy Gia-cốp này dám trả giá đấy. 14 năm rồi giải nắng dầm mưa để lấy hai cô vợ. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, trong câu chuyện của chương 30-31 này, thì ông Gia-cốp ổng định là thôi khổ quá rồi, bây giờ mình cần phải tạo cái sự nghiệp cho mình, chứ bây giờ cứ đi làm thuê làm mướn như thế này mà chẳng được đồng nào, cũng hơi căng. Thì Gia-cốp mới đề xuất cái chuyện đó. Thì ông cậu La-ban đó, ông nói thôi bây giờ cháu muốn làm sao thì nói đi để cậu xem thử có được hay không, thì
thì mình thỏa thuận với nhau rồi cháu sẽ tiếp tục chăn chiên cho cậu. Thì ông Gia Cốp cũng nói thôi bây giờ như thế này, cứ cái con chiên nào mà sinh ra có đốm á, tức là đốm trắng đốm đen thì của cháu, còn con nào mà trơn tru á, tức là cùng một màu á, thì của cậu. Ok chưa? Mình cứ thỏa thuận vậy đi. Ông La Văn nói thôi được. Xong rồi La Văn chơi rất đẻo, không à. Sau cái thỏa thuận đó rồi, La Văn bắt đầu bắt tất cả những con nào có đốm đi cách xa. Bao nhiêu? Cách xa là hình như là đây, trong câu thứ 35, chánh ngày đó La Văn liền để riêng các dê đực có sọc có đốm, các dê cá có rằn có đốm, các vật nào có đốm trắng, con chiên nào có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn lấy 7 súc vật của La-van chỉ còn lại. Anh em thấy La-van khôn không? La-van rất khôn. Bây giờ để trong bầy của Gia-cốp chỉ còn con cùng màu thôi, cùng màu thôi, hoặc là đen hoặc là trắng, mấy con đốm tách ra 3 ngày đường. Mà đi 3 ngày đường thì tôi nghĩ xa lắm, 3 ngày đường chắc cũng vài chục cây số, làm sao mà nó chạy sang để nó giao hiệp với nhau để nó sinh sản ra con cá đốm được. Cho nên La-van rất khôn. La-van khôn ở chỗ rằng là bây giờ Gia-cốp lại một lần nữa mày sẽ trần truồng rồi, đúng không? Chẳng bao giờ có cái chuyện hai con cùng màu giao hiệp với nhau mà ra con cá đốm cả. Khó lắm, chuyện này rất khó đó. Đây là cái khởi đầu câu chuyện. Rồi, sang chương thứ 31 nha anh chị em. Sang chương thứ 31, anh em đọc từ câu 10. Đây là điều mà Gia-cốp tạo ra những con cá đốm cho mình một cách siêu nhiên. Đây là bài học thuộc linh mà Kinh Thánh dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ, hay trong bất cứ điều gì mà anh chị em muốn nhận lại. Đây, mình đọc từ câu thứ 10 ha. Đừng lúc chiên giao hiệp nhau, ta dướng mắt lên chim bao thấy các chiên đực đương giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đơn. Có người nào mà nằm chiêm bao giữa ban ngày không vậy? Cái này hiếm thiệt chứ. Đang này tự nhiên ông nằm chiêm bao luôn. Anh em có bao giờ đang tỉnh thức thế này mà nằm chiêm bao không? Cái này người ta gọi là thấy trong linh, thấy trong lòng, thấy trong linh. Khi các con chiên cùng một màu giao hiệp với nhau thì Gia-cốp nhìn thấy trong linh rằng nó đẻ ra những con có đốm. Còn kệ nó muốn làm gì đó nó làm. Nhiệm vụ của Gia-cốp là chỉ thấy mày giao hiệp nhau rồi mày đẻ ra con có đốm là được rồi. Ông nhìn thấy trong linh, mặc dù nó chưa sinh ra, mặc dù nó chưa hiện hữu con nào hết, mặc dù nó dĩ nhiên hai con nó có bầu ít nhất cũng vài tháng nó mới sinh ra nhé, nhưng mà ngay lúc nó giao hiệp nhau thì Gia-cốp đã nhìn thấy những con chiên đang sinh ra và có. Đây người ta gọi là thấy trước vấn đề. Ngay khi anh chị em thấy mình được lành bệnh thì bệnh mình đã lành, nhưng nhiều khi nó vẫn còn trên thân thể, nó còn kể nó. Quan trọng là anh em thấy gì, anh em không? Quan trọng là anh em thấy gì, anh em thấy điều gì thì rồi điều đó phải thành. Hai con chiên, con đen con trắng giao hiệp với nhau, con đen giao hiệp với nhau, đó là việc của nó. Nhưng Gia-cốp nhìn thấy con của nó là cá đốm. Ok, chỉ cần nhiêu đó là đủ. Gia-cốp nhìn thấy trong lòng. Chiêm bao có nghĩa là thấy trong tấm lòng, thấy bằng con mắt đức tin, thấy bằng con mắt siêu nhiên, thấy bằng con mắt mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng ông ấy. Và cuối cùng thiên sứ hiện đến để giải thích. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán cùng ta trong mộng rằng: hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa có tôi đây. Thiên sứ rằng: hãy dương mắt lên mà nhìn,
hết thảy chiên độc đương giao hiệp cùng chiên cái, đều có sọc, có vằn và có đơm. Anh em thấy không ạ? Người có đức tin là người thu hút sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Bất kể việc gì anh chị em làm, bất kể điều gì anh chị em đang có kế hoạch, nếu anh chị em tìm thấy điều đó trong lời của Đức Chúa Trời, hãy nhìn thấy nó, rồi Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào công việc của anh chị em. Đức Chúa Trời chỉ can thiệp vào người nào có đức tin. Đức Chúa Trời chỉ động vào và liên quan người nào có đức tin. Người nào có đức tin nằm ngoài Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh chép, nếu không có đức tin, không thể nào ở trên đèn lòng Đức Chúa Trời. Bây giờ anh chị em muốn mình khỏe mạnh phải không? Hãy nhìn thấy rằng bởi lần roi Chúa Giêsu mình anh chị em đã được lành. Amen. Anh chị em muốn mình tự do khỏi ma quỷ phải không? Dễ thôi. Hãy nhìn thấy rằng Satan đã bị đặt đầu dưới chân. Cái đầu nó mình đặt dưới chân sao nó ở trong người mình được? Anh em hỏi xem cái con, bây giờ lấy con rắn anh em đặt cái đầu nằm chân sao nó cắn mình được, ở trong người mình được? Hãy nhìn thấy Satan ở dưới chân mình chứ không phải ở trong người mình, thì nó phải rời khỏi nhà. Anh em muốn công việc mình thịnh vượng phải không? Hãy nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng ban sức lực cho mình để đoạt lấy sản nghiệp trên đất này. Đừng làm bằng sức mạnh, làm bằng sức của Chúa, làm bằng trí tuệ của Chúa. Cho nên hỏi anh chị em yêu quý của tôi, anh chị em muốn điều gì? Hãy tìm nó trong Kinh Thánh và rồi sao? Nhìn thấy. Cái người mà nhìn thấy là cái người nói ra miệng. Cái người mà nhìn thấy là cái người luôn luôn nói ra. Giống như như Chúa hỏi các môn đồ, các ngươi cho ta là ai? Phi-rơ nhìn thấy Ngài là con Đức Chúa Trời, ông xưng ra Ngài là Đấng Christ. Sự tuyên xưng, sự công bố đem đến sự cứu rỗi, hay nói nôm na đem đến cái sức mạnh của Đức Chúa Trời trong lòng. Cho nên hỏi anh chị em à, muốn nhận lãnh hãy nhìn thấy, muốn được chữa lành hãy nhìn thấy, muốn được giải cứu hãy nhìn thấy, muốn con mình được hạnh phúc hãy nhìn thấy nó hạnh phúc, muốn con mình thành công hãy nhìn thấy nó thành công. Giống như bài học của Trương Thế An lại chia sẻ này, nếu chúng ta nhìn một con người với một con mắt tiêu cực thì mãi mãi sẽ tiêu cực. Đó là nguyên tắc thuộc luôn. Nhưng dù con người nó đang thực trạng là tiêu cực, nhưng Chúa cho chúng ta nhìn bằng một con mắt tích cực thì quyền năng biến đổi sẽ đến. À, giống như câu chuyện của con chiên một màu, theo lẽ tự nhiên thì nó phải sinh ra con một màu, không có đâu, không có sọc, không có vàng. Nhưng mà khi Gia-cốp nhìn bằng con mắt đức tin rằng là con của nó phải có đâu, lập tức có một năng quyền siêu nhiên can thiệp và con đã sinh ra đốm không. Anh em thấy lạ không? Rất lạ. Cái này là khoa học cũng giải thích cũng hơi căng, không biết sao, không biết lý do sao. Đó. Cho nên ở đây siêu nhiên là gì? Siêu nhiên là khi Đức Chúa Trời can thiệp vào là nó siêu nhiên. Anh em muốn Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống mình không? Muốn. Phải có đức tin. Amen. Phải có đức tin. Tôi nói chắc 100% với anh chị em rằng người nào có đức tin, Đức Chúa Trời tự động can thiệp vào đời sống người đó. Vì đức tin thu hút Đức Chúa Trời, đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời, đức tin làm Ngài thỏa lòng, đức tin làm Ngài phải nói là được vinh hiển, đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài càng. Cho nên hỏi anh chị em, đừng làm bậm nữa, đừng than phiền nữa, đừng bị ngã lòng nữa, đừng cảm thấy mình yếu đuối nữa, đừng cảm thấy mình thua thiệt nữa. Hãy nhìn thấy mình là ai trong Chúa Giêsu Christ. Amen chứ. Mình là con của Đức Chúa Trời, giống bài Chủ nhật trước tôi chia sẻ. Mình là con của Đức Chúa Trời, mình là tạo vật mới,
trong mình có một năng lực để biến đổi mọi sự xung quanh bởi cái gì? Bởi cái mệnh của mình. Thầy đừng bao giờ buồn đầu nữa, đừng than vãn nữa, đừng để cho bất cứ một chút cái tư tưởng thất bại tiêu cực nào nó đến trong tâm lòng. Anh em biết Satan nó rất là tinh ranh, nó không phải đổ ập trên đầu anh chị em. Nếu nó đổ ập trên đầu anh chị em sẽ biết nó và đuổi nó lên. Nhưng nó gieo anh chị em từng chút từng chút. Anh chị em đang ngồi uống cà phê như thế này, bắt đầu nó đến, nó nói một chút nhẹ nhàng là khó khăn rồi, chắc chắn là năm nay khó khăn rồi đó. Nó gieo một chút như thế thôi rồi nó đi chơi. Bắt đầu anh em bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ về khó khăn, không ạ? Nó tạt một chút xíu rồi nó đi. Bắt đầu anh em ngồi ngẫm nghĩ cả ngày, khôn lắm, rất khôn. Anh em ngẫm nghĩ đã đời rồi, nó mới biết rằng à, rồi này nếm phải bả của ta rồi, và nó sẽ quay trở lại, đúng không? Nó quay trở lại, nó thấy anh chị em không phải dùng lời Chúa để chống lại những tư tưởng đó, mà anh chị em bắt đầu đang gặm nhấm nuôi nấng những tư tưởng đó. Anh chị em đang ôm ấp những tư tưởng đó, đóng thêm cho một phòng lên vào trong đó nữa, anh chị em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, phải đúng không? Chứ mới đầu nó hiện ra rồi, có hai cái sừng lên như thế này rồi, nó tao là Satan đây, nó bao giờ làm được đâu. Chẳng cái thằng móc túi nào nó ngu mà nó nhảy xa bít, nó hô lên móc tao là thằng móc túi đây, tụi quay phải giữ quý tiền cho sẵn sàng đi, đừng để tao mà tao móc hết. Không có thằng móc túi nào nói vậy, đúng không? Cho nên là anh chị em hãy hết sức chú ý những cái tư tưởng nó đến trong tâm trí của mình hàng ngày, và ngay lập tức từ chối nó, khước từ nó, chống trả nó ngay tức thật nha anh chị, ngay tức thật. Đừng để đến chiều, đừng để đến ngày mai, đừng để đến ngày kia, hay đừng để đến 5 phút sau. Ngay tức thì khi nó xuất hiện trong tâm trí mình, hãy chống trả nó. Lời Chúa nói sao anh chị em? Hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả nó, nó sẽ lan sang. Chắc chắn rồi, năm nay là năm thành công đối với anh chị em. Năm nay là năm bình an đối với anh chị em mình. Năm nay là năm vui mừng đối với anh chị em mình. Năm nay là năm đầy dậy thánh linh đối với anh chị em mình. Năm nay là năm thịnh vượng đối với anh chị em mình. Đó là điều Chúa hứa. Không bao giờ để cho bất kỳ một điều gì trái với lời Chúa được phép lưu trú trong trí óc của mình, trong tâm hồn của mình. Anh em đừng nhìn hoàn cảnh, đừng nhìn bằng con mắt này, đừng nghe bằng lỗ tai này, hãy nhìn bằng con mắt đức tin, nghe bằng lỗ tai đức tin, thì anh chị em sẽ thấy cuộc đời mình. Cho nên anh chị em hôm nay mình đã thấy điều gì trong qua cái bài chia sẻ này? Tôi vẫn nhắc lại một cái nguyên tắc: thấy rồi mới nhận lại. Thấy có nghĩa là và tin những gì Kinh Thánh chép. Tin những gì Kinh Thánh chép. Cho nên cho em ạ, cái đời sống cơ đốc nó không phải là lễ nghi, nó có gói gọn trong những cái nghi lễ nhà thờ, nghi lễ tôn giáo. Đời sống cơ đốc thật sự là gì? Là đồng đi với Đức Chúa Trời để chiến thắng thế giới này. Amen chị em. Đó là đời sống cơ đốc. Cho nên nếu Đức Chúa Trời không đồng đi với chúng ta thì đúng thật sự là khốn nạn cho chúng ta thiệt. Khốn nạn thiệt. Chúng ta chỉ đắc thắng khi Ngài đồng đi. Và muốn Ngài đồng đi thì phải có đức. Rõ ràng rồi.
Một người đi bộ với một người đi xe thì không thể đồng đi cùng nhau được. Người đi xe đi nhanh hơn, người đi bộ đi chậm hơn. Và chúng ta không thể đi cùng nhau. Muốn đi cùng nhau chúng ta phải đi cùng tốc độ, cùng bản chất. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin, Đức Chúa Trời của siêu nhiên. Mà nếu chúng ta sống với một cuộc sống tự nhiên, sống với một cuộc sống tầm thường như đời này, thì anh em à, mình không thể đồng đi với Đức Chúa Trời được. Đó là sự thật. Dù rằng mình nói rằng tôi đang đồng đi với Chúa, nói rằng tôi đang cùng với Chúa đấy, nhưng thật sự không phải. Chúa đi đâu trăm dặm trước rồi, mình lẻo đẻo như thế này, tôi cùng đi với Chúa. Còn cái Chúa đi, mình đi mệt quá, à, không đi nổi. Cho nên không thể có như thế được. Tôi khích lệ anh em trong năm mới này, khích lệ điều gì? Hãy đọc Kinh Thánh, tìm những câu Kinh Thánh liên quan đến ước mơ của mình trong năm nay. Anh em ước mơ điều gì? Anh em gạt đầu dòng ra. Anh em tìm những câu Kinh Thánh mà Chúa hứa rằng Chúa hỗ trợ những ước mơ anh em trở thành sự thật. Anh em ước mơ mình khỏe mạnh chắc, hãy tìm những câu Kinh Thánh về sự chữa lành, những câu chuyện về sự chữa lành, và hãy thấy rằng mình là người đó, mình là người được chữa lành đó, mình là người được nâng đỡ đó, mình là người được Đức Chúa Trời đồng chạm đó, mình là người được Chúa phán rằng bởi đức tin con mà ngươi được lành đó. Hãy thấy điều đó và nhiều lĩnh vực khác nữa. Rồi sao anh em? Bước thứ hai, hãy nói ra, hãy nhìn thấy bằng tấm lòng, hãy công bố những điều Chúa hứa, những điều Chúa hứa. Sống với nó, ngủ với nó, đi lại với nó, suy ngẫm nó. Đừng để những lời đó rời xa anh chị em giây phút nào cả. Và kết quả là anh chị em nhận lãnh điều mình ước ao. Đó là sự thật, đó là sự thật đã được hỗ trợ trong Kinh Thánh. Cho nên mình phải thấy trong tấm lòng. Năm mới này anh chị em hãy tìm đi tương lai nào, kế hoạch nào, khải tượng nào anh chị em đang mong muốn nào. Chúa đang ban cho tấm lòng mình điều gì nào, hãy tìm nó. Đừng bao giờ chỉ ước để đó, đừng bao giờ chỉ ước những ước mơ mà không được hỗ trợ bởi lời nghe. Đừng bao giờ ước những điều mà Chúa không hứa. Chúa không hứa, Ngài không làm. Chúa hứa thì Ngài làm. Đó là Đức Chúa Trời thành tín. Cho nên chị em hãy thấy để nhận lại. Nhìn thấy. Tôi nhìn thấy hội thánh nhà môn dân này sẽ tăng trưởng lên gấp đôi. Và anh chị em thấy rằng cái chỗ mình nhóm chặt chưa? Chặt thôi. Chặt rồi. Và chắc chắn anh chị em mình cần một chỗ rộng hơn, có đúng không? Và điều đó rất cần sự góp phần của anh chị. Tôi không muốn cái ý muốn của Đức Chúa Trời bị dừng lại về cái chỗ đó. Ngài muốn cứu cả 98 triệu người Việt Nam chúng ta cơ. Chứ còn chừng đây người ăn thua gì, đúng không? Dân của chúng ta đông lắm và chưa biết Chúa nhiều lắm. Cho nên mình cần làm nhiều hơn nữa để rao giảng phúc âm ra, để nói cho người ta biết rằng có một Chúa Giê-xu đang sống ở giữa hội thánh của Ngài. Và đến đi, tiếp cận Ngài đi, tin Ngài đi, thì đời sống anh chị em sẽ không như cũ nữa. Đó là điều mà phúc âm cần phải rao truyền. Và dĩ nhiên chúng ta cần một cái nơi rộng hơn. Anh em cứ ước ao rằng sẽ có một xì con tại Việt Nam không? Và cái điều đó là điều tôi ước ao 7-8 năm trước. 7-8 năm trước và Ngài đã bắt đầu làm. Để chúng ta có một cái nhà hội nơi Chúa Giê-xu hiện diện ở tại quê hương chúng ta. Khi người ta đến thì người ta không phải đến với tôn giáo, mà người ta đến với Chúa Giê-xu phục sinh. Người ta đến với đấng mà không cần thấy bằng mắt này, nhưng mà mình yêu mến và tin Ngài. Amen. Đến và Ngài hiện diện, Ngài chạm đến người nào thì người đấy chỉ có cháy như ngọn đuốc thôi, không như cũ được. Tôi rất nghe rất nhiều người làm chứng ở tại hội thánh này, tôi rất được thích là
Có những người anh em bảo là, ôi trước đây cứ đi nhà thờ về xong rồi đi nhậu, đi nhà thờ về đi nhậu, đi nhà thờ về đi nhậu. Nhưng mà khi đến đây gặp Chúa Giêsu rồi thì thôi quên luôn cả nhậu rồi. Bây giờ chỉ biết lời của Đức Chúa Trời với thờ phượng Chúa Giêsu. Ai làm được điều đó? Còn có người anh em làm chứng là mặc dù sinh ra trong gia đình biết Chúa nhưng mà cấm luôn con cái đi theo Chúa luôn. Bảo là sợ mà nó đi theo Chúa mai mốt nó không chịu làm ăn gì cả, nó bỏ bê công việc. Nhưng mà ngày hôm nay khi anh ấy gặp Chúa rồi, gặp Chúa Giêsu rồi, được tái sanh rồi, thì đốc thúc cả nhà phải đi hội thánh. Đó là điều mà ai làm được? Tôn giáo làm được không? Tôi nói rằng chỉ có Chúa Giêsu làm được. Khi một người gặp gỡ Chúa Giêsu thì người đó thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn. Anh Giang có biết cái bài hát gặp gỡ Chúa Giêsu không? Anh em muốn hát bài đó không? Tôi muốn hát bài đó đấy. Chúng ta hát bài đó nha. Gặp gỡ Chúa Giêsu. Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu làm mình được tại sao? Biết không? Không biết thì mình hát không có đàn. Bài này dễ mà. Thôi chúng ta đồng đứng lại hát bài này nào. Tôi muốn rằng hội thánh chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta cần gặp gỡ Chúa Giêsu. Bởi vì thật sự trên cuộc đời này chúng ta không cần cái gì khác hết. Chúng ta không cần tôn giáo, không cần lễ nghi, không cần bất cứ điều gì. Điều mà tất cả anh em mình cần là gặp gỡ Chúa Giêsu để cuộc đời mình được biến đổi. Tôi mà không gặp gỡ Chúa Giêsu sao tôi biến đổi? Anh chị em không gặp gỡ Chúa Giêsu sao biến đổi? Phải không anh? Chỉ có gặp Chúa Giêsu mới được biến đổi. Amen. Nào, chúng ta hãy hát bài hát này.